Kênh Bếp Yên Bình xin chào cả nhà. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Bếp Yên Bình. Video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách làm bánh nếp rán nhân khoai lang tím. Nguyên liệu và cách làm thì rất đơn giản dễ dàng. Bánh làm xong ăn cũng rất là ngon. Nếu thấy thích món bánh này thì mời các bạn vào bếp cùng làm với mình nha. Bước đầu tiên mình sẽ đi chuẩn bị cái phần nhân bánh trước. Ở đây mình sử dụng là 500g khoai lang tím. Bây giờ mình gọt vỏ, sau đó mình cắt lát ra để mình hấp hoặc là mình luộc á, khoai nó nhanh chín hơn. Mình cho khoai vô nồi mình luộc khoảng 15 phút ở mức lửa vừa hoặc là các bạn hấp cũng được. Nồi khoai lúc này mình luộc được khoảng 15 phút á, thì khoai nó đã chín mềm ra rồi. Bây giờ mình dùng cái vợt mình vớt khoai ra để cho khoai nó ráo nước. Tiếp theo mình cho vào cái tô khoai này khoảng 2 muỗng canh đường, khoảng 30g hoặc là 40g đường. Mình sử dụng thêm 30g bơ lạt. Nếu các bạn không có bơ lạt thì mình không cho vào cũng được. Mình cho bơ lạt vào như vậy á thì nó giúp cái phần nhân bánh nó béo, nó thơm ngon hơn. Bây giờ mình dùng cái nĩa, mình nghiền cho khoai nó thật là nhuyễn, sau đó mình trộn đều hỗn hợp cái khoai này lên. Khoai mình nghiền cho nó nhuyễn và trộn đều lên như vậy là được rồi. Cái phần nhân mình đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ mình để qua một bên cho cái nhân này nó nguội. Mình đi làm những cái phần kế tiếp. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái phần vỏ bánh. Đầu tiên á, mình sẽ sử dụng là 200g bột gạo nếp, 60g bột mì đa dụng và 2 muỗng canh đường cát, 1 muỗng canh dầu ăn. Bây giờ mình dùng phới hoặc là đũa, mình trộn đều cái hỗn hợp bột này lên. Hỗn hợp bột gạo nếp á, mình đã trộn đều rồi, bây giờ mình bắt đầu đi nhào bột nha. Bây giờ mình sẽ cho vào cái tô bột là 200g nước đun sôi. Mình chia nhỏ nước ra, mình cho vào nhiều lần như vậy. Sau đó mình trộn đều để cho bột nó dễ thấm hút nước hơn. Thường á, bột mới hoặc là bột cũ nó thấm hút nước khác nhau. Nếu mà bột hơi khô thì mình cho vào một chút nước. Còn bột hơi nhão thì các bạn cho thêm ít bột nếp vào nha. Mình cho nước vào xong rồi, bây giờ mình trộn đều cái tô bột này lên một chút để bột nó thấm đều nước. Bột mình trộn cho nó thấm đều nước rồi, bây giờ mình dùng tay mình nhồi mình nhào để cho cái bột này nó tạo thành khối mềm dẻo mịn. Đến khi bột nó hoàn toàn không còn dính tay và dính tô nữa là được. Bột mình nhào một chập á, thì nó đã tạo thành khối rất là mềm dẻo mịn và bột nó hoàn toàn không còn dính tay nữa rồi. Bây giờ mình cho cái bột này ra thảm. Nếu các bạn không có cái thảm á, thì mình cho khối bột này ra cái mâm hoặc là cái thớt cũng được. Mình cho lên thảm một ít bột nếp. Sau đó mình lăn cho khối bột này nó dài ra, rồi mình cắt mình chia nhỏ khối bột này ra thành 10 phần bột nhỏ bằng nhau. Khối bột mình chia nhỏ ra xong rồi á, bây giờ mình lấy từng khối bột để mình tạo hình bánh. Mình gấp mình vo cho khối bột này nó tròn mịn, sau đó mình ép cho nó dẹp ra. Rồi mình dùng cây lanh bột á, mình cán cho miếng bột này nó mỏng ra, hoặc là mình dùng tay á, mình nhấn mình nặn cho miếng bột nó mỏng ra như vậy cũng được. Mình nắn cho khối bột nó phẳng nó mỏng ra như vậy được rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái phần nhân bánh vào. Mình canh mình cho một lượng nhân vừa đủ với vỏ bánh. Sau đó mình gom cái vỏ bánh lại, mình túm tròn tròn lại, rồi á mình bóp cái bột lại cho nó dính chặt vào nhau để cho cái phần vỏ bánh nó bao phủ hết cái phần nhân á. Mình tạo hình xong á thì mình nắn cho cái bánh nó tròn tròn lại một chút. Bây giờ mình sẽ lăn cái bánh này qua mè. Đầu tiên á, mình sẽ quét lên mặt bánh một ít nước, sau đó mình cho lên cái tô mè. Như vậy á thì mè nó dễ bám chặt hơn, bám đều hơn.
Nếu các bạn không có cái que cọ này thì mình dùng tay mình thấm chút nước vô cái vỏ bánh cũng được ha. Mình làm như vậy á, thì cái phần vỏ bánh á, nó bám đều mè và bám rất là chặt luôn. Mình tạo hình như vậy là hoàn thành một cái bánh rồi đó các bạn. Những cái còn lại á, mình tạo hình y chang như vậy nhé. Những cái bánh mình đã tạo hình xong rồi, bây giờ mình đem bánh đi để mình rán, mình chiên luôn. Mình cho dầu vào trong chảo, mình canh mình đổ ngập xăm xắp cái bánh, rồi mình nấu cho cái chảo dầu này nó nóng lên ở mức lửa trung bình. Mình rán bánh ở mức lửa trung bình hoặc là nhỏ hơn mức trung bình một xíu. Nếu các bạn mà rán lửa lớn quá thì cái phần vỏ bánh nó dễ bị nứt, cái nhân nó bị xì ra ngoài ha. Khi mình cho cái đũa vào mình thử dầu á, các bạn thấy á, dầu nó sủi tăm nhẹ như vậy là được rồi. Cái độ nóng của nó khoảng 140 độ hoặc là 160 độ thôi nhé. Bây giờ mình cho những chiếc bánh vào để mình rán. Những cái bánh mình mới cho vào á, mình dùng đũa mình đẩy qua đẩy lại như vậy á, để cái bánh nó không có nằm sát mặt chảo lâu, bánh nó không có bị cháy xém. Bây giờ cứ khoảng 20 giây á, mình canh mình chở bánh một lần, đến khi những chiếc bánh này á, nó chín vàng đều cả hai mặt nhé. Những cái bánh lúc này mình chiên được khoảng 8 phút thì hai mặt bánh nó đã chín vàng đều rồi. Bây giờ mình vớt bánh ra, cái dĩa có lót cái chấm dầu á, để cho bánh nó thoát dầu ra thì cái vỏ bánh á, nó được giòn lâu hơn, mình ăn nó đỡ ngán hơn. Những cái bánh còn lại á, mình cho vào mình rán y chang như vậy. Công đoạn làm bánh của mình đã hoàn thành đó các bạn. Những cái bánh trông cũng rất là ngon. Khi mình ăn á, cái vỏ bánh nó giòn rụm, còn bên trong cái phần bột á, nó dẻo dẻo dai dai, cái mè thì nó rất thơm, nó bùi bùi. Còn cái nhân bánh á, cái độ ngọt nó vừa đủ, nó mềm mềm béo béo và nó thơm mùi bơ nữa. Làm và nguyên liệu để làm những chiếc bánh này á, thì nó quá đơn giản dễ dàng. Khi xem video nếu các bạn thấy thích thì các bạn thử làm nha. Chúc các bạn làm thành công và ăn thật ngon miệng. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Video chia sẻ cách làm bánh rán nhân khoai của mình tới đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới tiếp theo từ kênh Bếp Bình Bình của mình nha.